Đức Phật Thích Ca có giới thiệu hay nói đến Phật Di Lặc không? Thì trả lời từng câu trước đi ha. Đây là sự trích dẫn Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống của Trường Bộ. Dạ, không chết. Thì mình tìm kiếm thôi. Đây. Được mất tài giá. À đấy. Này. Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ loài người đến 8 vạn tuổi, có Thế Tôn tên là Mết-tây-giá sẽ ra đời, vị A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi. Như vậy là đã trả lời xong câu đầu tiên. Tôi cũng xong chút xíu rồi. Mua xong Thầy Đức Phật còn tại thế đó, là người con của Đức Vua Sạch Thế đó, là đi đi vô xuất gia đó với giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, tôi gọi Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật thọ ký cho cái vị đó cái hạnh xuất gia đó, cái 13 la mật đó, là xuất gia ba la mật, cũng thọ ký cho vị này là Đức Phật Mét-tây-giá Tỳ Lai. Nhưng mà quý vị phải hiểu cho tôi một cái nè, Đức Phật Mét-tây-giá, A-ra-giá Mét-tây-giá, đây là Đức một vị Bồ Tát mà vị lai cho thành Phật, chứ hiện tại mình không gọi cái vị này là Phật được. Cũng như Đức Phật Thích Ca khi mà còn là Thái tử Siddhartha, hoặc là khi còn là Bồ Tát A, Bồ Tát B, ví dụ Bồ Tát Vesantara đang hành hạnh bố thí, thì mình gọi là Bồ Tát chứ mình không gọi là Đức Phật Thích Ca được nha, lúc đó nha. Thì hiện tại ngài Bồ Tát Mét-tây-giá đang ở cõi trời Đâu Xuất để chờ. Mà ngài bây giờ cũng không gọi là Mét-tây-giá Đúng rồi, cái tên nữa. khác Bồ Tát, mình gọi là Bồ Tát mình gọi là Phật nha. Thứ hai nữa là Đức Phật Mét-tây-giá đó, dịch ra Hán Tào âm là Di Lặc chứ không phải Lạc, Di Lặc. Thì đây không phải cái vị Di Lặc ở bên Đại Thừa mà cái bụng bệnh Nga Kỳ nha, không phải. Đây là vị Bồ Tát và không có phải là Phật. Vì có thể tìm hiểu thêm Bồ Tát đó, tức là Bodhisattva ở bên Nam Tông, vì sẽ hiểu. Bây giờ nói ra vì cũng hiểu cái điểm khác biệt giữa Bồ Tát và Phật. Vì tìm hiểu thêm bữa nào kêu xin tể giảng. Sẵn Bodhisattva. sẵn nói về ví dụ Bồ Tát cái Di Lặc, có một cái sư nhắc quý vị để biết nha, bất kỳ ai hoặc là một cái văn bản nào mà nhắc đến cái chuyện mà Bồ Tát Di Lặc thị hiện xuất hiện ở cõi này đó đều là giả mạo. Tại sao? Tại vì hiện tại vào cái thời Đức Phật á, vị này sau khi mệnh chung sanh lên cõi Đâu Xuất, và đó là kiếp gọi là kiếp kế chót, và vị này sẽ phải ở trên đó cho đến chừng nào giáo pháp của Đức Thích Ca của mình ấy diệt hoàn toàn rồi á, ngài mới có khả năng xuống lại. 8 vạn tuổi đang gọi luôn Tức là bây 8 giờ ngài ở trên đó và ở vạn luôn ở trên đó. Nghĩa là trong cái dòng lịch sử á, bất kỳ vị nào mà tự xưng là Di Lặc hiện thế á, là giả mạo hết nha. Nhớ giùm. Thành ra cái vụ mà bố gọi là bố đại hòa tuổi. Vua thượng á, Thượng, bố y, bố đại. mạo nhận hoặc Bồ Tát Di Lặc để rồi sau này mà hễ mà nhắc đến ngài Di Lặc á, là lấy cái hình của bố đại hòa thượng ra để mà làm á, là cái đó là một cái sự sai lầm nha. Phật 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, mà Phật gì đâu bụng bự là nó tá tào lao thì nó không đúng. Phật đâu phải vậy. Sư nhắc á, chứ còn bây giờ rất là nhiều nơi thậm chí là nói Phật Di Lặc chuẩn bị hiện thế rồi, hoặc là Bồ Tát Di Lặc thị hiện, thì toàn bộ những cái đó là giả mạo. Sư cảnh báo trước cho quý vị biết. Quý vị biết cái thời bây giờ, cái thời này á, thì nó không có dính dáng nhiều tới hình tướng. Ví dụ như ông sư mà xấu xấu một chút thì cũng được, ông sư mập mập như tôi thì cũng được. Nhưng mà vào thời Đức Phật á, họ đặc biệt họ chú trọng vào hình tướng và cái địa vị xã hội. Cho nên tại sao mà khi Bồ Tát đản sanh á, ngài lại đản sanh vào dòng họ Thích Ca.
Đức Phật là phải toàn hảo về thân về và về địa vị, giống như bây giờ mà ăn mày đi tu cái nó nói khó để chùa sống không nổi thì mới tu nó không nể. Còn này người ta vua người ta bỏ đi tu, và Lâm Mô gia cấp sắc đế lỵ vua chúa bỏ đi tu, thì quý vị thấy thời đó họ rất là trọng gia cấp, nên Phật mà vũ nu sao được, ai mà nể. Người ta nhìn hình tướng, người ta nhìn địa vị trước,